Thưa sư, con xin sư cho con một lời khuyên trong trường hợp cụ thể của con, ngã rẽ cuộc đời. Rồi, đại loại là bạn này muốn xuất gia nhưng mà gia đình chưa cho phép. Mà gia đình muốn là bây giờ á, một là đi đi học đại học ngành ngôn ngữ 2 năm ở 2 năm ở Việt Nam, 2 năm ở Trung Quốc là 4 năm. Rồi tức là lấy cái bằng đại học rồi đó thì hẳn xuất gia. Thì cái ngôn ngữ tiếng Trung thì lợi ích cho giáo hội hay là nghiên cứu hay dịch kinh. Còn cái thứ hai á, là bạn này hay là bạn này suy tư là bây giờ mình có muốn hay là tốt nhất mình xuất gia luôn. Hay là vẫn đi học, tức là mang hình thức tu sĩ, mình đi tu á, mà mình vẫn đi học tiếng Trung, và sợ là bị bạn bè kỳ thị. Rồi hoặc là xuất gia, cũng xuất gia luôn, nhưng mà học các cái học đại học ở các cái nước quốc giáo thì ba mẹ lại lo tình hình xã hội bất ổn, thí dụ như là ở Miến Điện thì đang loạn lạc đó. Thì bạn này hỏi là bây giờ nên học hết đại học hay là xuất gia tạm thời, xuất gia trọn đời. Thì về vấn đề này thì xin mời Đại Đức Tuệ Tường chia sẻ tư vấn về việc học đại học Phật giáo dành cho các vị tu sĩ. Kính thưa Đại Đức Hành Trại, kính thưa quý vị. Ở đây thì sẽ thấy có một cái từ gọi là trường hợp cụ thể của con là ngã rẽ cuộc đời, có nghĩa là đối với vị này thì cái bối cảnh hiện tại á, của cái vị đặt câu hỏi này nè, thì cái đó là một cái ngã rẽ của vị ấy. Cho nên là sư không có phản bác việc này nha, và sư cũng không có xem thường cái chuyện cái mình coi là ngã rẽ cuộc đời. Đó, nên nhớ rõ điều đó, sư không có xem thường, tại vì cái gọi là cái tiêu chuẩn á, đúng rồi, cái tiêu chuẩn nó mỗi người mỗi khác. Vì hiểu không? Giống như bây giờ là bây giờ mình quay lại thời bối cảnh của thời Đức Phật đi. Bồ Tát ngài bỏ cung vàng điện ngọc, đúng không? Rồi vợ đẹp con ngoan, đúng không? Bỏ cả một cái vương quốc rộng lớn, biết bao nhiêu thành dân vậy. Để ngài tâm cầu xuất gia, không? Rồi lại 6 năm khổ hạnh nữa, vì thấy gian truân không? Thì cái đây là cũng gọi là ngã rẽ cuộc đời, đúng không? Nhưng mà nếu mà nói như vậy thì chúng ta, một số người nói: ồ, sư ơi, sư sao sư đem chưa tiêu chuẩn Bồ Tát còn giác ra được, không? Con phàm phu, đúng chứ không có sai. Nhưng mà bây giờ chúng ta lại xem tiếp nha, xem tiếp là nếu quý vị có đọc cuộc đời Đức Phật, lịch sử đời Đức Phật, hay đọc chánh kinh, thì mình thấy rất là nhiều cái những cái đệ tử mà đời đầu á, đệ tử đầu của ngài á, đặc biệt là nhóm năm anh em ruột Trần Như, hoặc là nhóm thanh niên giá xá, nhóm bạn thanh giá xá rất là nhiều, thưa quý vị, và thậm chí nhiều các vị đầu á, hay là cái nhóm mà ba anh em cấp sa bát lửa đó, là nếu mà sư nói là nói những cái đối tượng mà vừa rồi á, mà chưa kịp liệt kê á, là hình như là lên đến là khoảng cho cũng cỡ cả hơn 1.000. Thì những cái vị thánh tăng đời đầu á, xin thưa quý vị, họ là gì? Họ là những bà la môn danh gia vọng tộc. Thứ nhất là nghe danh gia vọng tộc, sanh vào gia đình trăm manh thế phiệt. Rồi á, ngoài cái việc rồi á, họ có học vấn rất là cao, quý vị, nhưng phải đơn giản đâu. Tại vì đôi khi mình không hiểu hết chữ bà la môn, mình nghĩ là bà la môn là tối ngày chắc ăn no đi kiếm chuyện, kiếm chuyện với Đức Phật, rồi kiếm chuyện với tăng đoàn, chữ mắng không phải. Mình hiểu chữ la môn là sai, quý vị.
Nhưng mà La Môn mà đúng nghĩa hàng thiệt hồi hồi đó nghe là mình ví như là những người mà giáo sư tiến sĩ đầu ngành bây giờ đó. Chứ không phải đơn giản thưa vị. Là nếu mà nói là những cái vị mà bà La Môn như là bà La Môn Thờ Lửa đó, đó rồi nhóm Minh Giá Xá đó, là những bà La Môn toàn hành sinh đó vị. Có nghĩa là gọi là tạm gọi một cái câu ngắn gọn là gọi là văn võ song toàn. Thì như sao? Thì khi mà họ gặp Đức Phật, đúng không? Thì họ cũng bỏ lại biết bao nhiêu, bỏ lại biết bao nhiêu công danh sự nghiệp tài sản, những cái kiến thức vệ đà của họ. Kiến thức vệ đà là gì? Giống như là kiến thức, có kiến thức vệ đà giống như là trên thông thiên văn với từng địa lý, như kiến thức về quân sự, về y học, không? Rồi về nông nghiệp, rồi về y tế, không? Về giáo dục, vân vân các thứ. Tại vì ba bộ vệ đà là kiến thức là của Phạm Thiên truyền xuống như vậy, cho nên là gọi là tinh hoa bách khoa toàn thư, thông thạo vệ đà, để bị biết như nào. Bây giờ tại sao tôi nói là những người ba la môn tịnh toàn là ví như là những ông giáo sư tiến sĩ mà lỗi lạc mà đầu ngành đó, ví như mình bây giờ này. Thì bây giờ là những cái vị đó thì bị thánh tăng đời đầu đó. Thì nghe Đức Phật thuyết pháp, và nghe nghe ngoài việc nghe Đức Phật thuyết pháp nha, và nghe danh tiếng Đức Phật, đi tìm Đức Phật giống như ngài Sa-di-đu-tá với ngài Mô-ca-la-na đó, giống như nôm na mình nói giống như hai vị đó là giống như là hai hai thanh niên danh giá đang học mà đại học Harvard, mà kiểu đại học Harvard giờ vậy đó, mà bỏ bỏ những cái kiến thức của mình để đi toàn cầu, đi học đạo, đi xuất gia đó. Thì bây giờ cái này là bây giờ tới đây thì mình có hiểu là có thể gọi nó là ngã về cuộc đời đâu, nhưng mà họ vẫn từ bỏ. Cho nên á là ở đây á, sư đầu tiên á là sư nhấn mạnh là sư không có là nói khuyên, nghĩa là sư không có đưa ra là quý vị phải nên xuất gia hay là không xuất gia, nhưng mà sư chỉ đưa ra những cái dự kiện trong thời Đức Phật nó như vậy, để quý vị tự mình trả lời cho mình cái câu hỏi này là nó chính xác nhất. Tại vì nếu bây giờ sư nói quý vị, kêu quý vị xuất gia đi, rồi may này quý vị xuất gia nó quý vị bệnh, rồi quý vị học hành, quý vị bị dở dang đủ thứ được chứ, không thì chẳng khác nào giống như là ông sư tử đem xuống dạy. Không, có 1.000 là một lý do, giống như qua mà sư đức lại nói vụ may mối gì đó, nó khổ dữ lắm thưa vị, đúng không? Còn lại không quy xuất gia, lại mốt cái nói là trời, lúc đó mà sư con sư nhiên sư quy xuất gia, con học bây giờ con bị bệnh chướng ngại, bị đủ thứ chuyện nhưng mà con không xuất gia được, giống như là sư ông sư tượng làm chướng duyên ngăn cản việc xuất gia, nó khổ vậy đó thưa vị đó. Cho nên á là sư chỉ muốn quý vị là nghiên cứu kỹ cuộc đời Đức Phật và chư thánh tăng và tử ngài, để mình hiểu là cái bối cảnh ngày xưa các vị á, là xuất gia là trong hoàn cảnh nào, cái ngã rẽ cuộc đời của từng các vị thánh tăng là như thế nào, để mình biết mình có cái lối đi, có đường đi đúng đắn, hiểu không? Có thể là mình không xuất gia hoặc là có thể mình xuất gia, nhưng mà cái điều quan trọng nhất sư nhấn mạnh nha là mình phải tu tập đúng theo lời Phật dạy, mình phải tôn trọng lời Phật dạy, mình phải có chánh kiến. Ừ. Mình phải được hành theo bát chánh đạo cái đã. Còn á, mình không xuất gia, xin lỗi là nếu mình xuất gia mà mình tà mạng tà đạo, mình không hành theo bát chánh đạo, đúng không? Mình đi theo cái lối của mình, đúng không? Mình nói là mình tôi mang mát cái gì, giáo sư tiến sĩ, tôi học bên nước ngoài, tôi học bên thụy sĩ, tôi học bên đức, tôi học bên mỹ đó, tốt nghiệp đại học Harvard, đại học Oxford rồi nọ kiểu không? Đó, người tôi xuất gia cho nên là giờ mấy vị mấy ông phải nghe tôi nè, thế này thế kia, hiểu không? Đó, tôi mang cái mác là từng tiến sĩ ở ngoài đời đó, rồi để mình vô mình cái mình lấy bấm lấy phiền não đó, trong khi chánh kiến mình chả có, rồi mình lại không tu tập theo bát chánh đạo, đúng không? Mình không theo đúng là Phật dạy thì cũng chả có ý nghĩa gì, và ngược lại, đúng không? Mà nếu mà một người á, cư sĩ, đúng không? Mà mình thực hành theo đúng là Phật dạy, đúng không? Theo bát chánh đạo, đúng không? Hành giới định tuệ và chánh kiến, quý vị nghĩ đối tượng nào hơn? Và ngược lại cũng vậy, nếu mà người cư sĩ mình không mình cái lý tưởng mình nó quá cao mà mình vẫn không có hành theo chánh pháp thì nó cũng chẳng có ý nghĩa gì. Cho nên là trước khi kết thúc câu trả lời này á, là xin nhấn mạnh một lần nữa là chưa có lời khuyên quý vị hãy đọc, hãy nghiên cứu lại lịch sử Đức Phật Gautama, cuộc đời Đức Phật Gautama và chư thánh tăng đệ tử ngài, những ngã rẽ, đặc biệt là cuộc đời của các vị thánh tăng đệ tử ngài,
xem cái ngã rẽ cuộc đời của các ngài á. Ngài từng là cái gì? Ngài từng là danh gia vọng tộc, ngài từng là Bà La Môn thông thạo Vậy Đà, ngài từng là công danh sự nghiệp nó như thế nào đó, mà ngài từ bỏ để ngài tầm cầu giáo pháp, đi theo Đức Phật, Đức Xuất Gia Đi Kheo. Đó là cái điều quan trọng nhất. Ở đây là sư nhấn mạnh là sư không có đưa ra một cái lời khuyên cụ thể nào nha, sư không có nói là quý vị nên xuất gia hay không xuất gia, mà cái câu trả lời là cái quý vị sẽ là người trả lời mà gọi là trung thực nhất và tốt nhất cho quý vị. Và cái vấn đề thứ hai là nếu đã nói chữ tu, đây là tu là để nói chữ tu á, tức là học và hành theo lời Đức Phật á, thì đầu tiên là phải đúng cái nè, phải đúng theo chánh pháp, đúng theo tinh thần tam tạng kinh điển Pali, không thực hành theo bát chánh đạo và hiểu về tứ diệu đế, có chánh kiến, thì đó mới là cốt lõi. Còn nếu là người xuất gia hay là người tại gia mà không có yếu tố này thì xin thưa quý vị, nó cũng không có mang ý nghĩa gì nhiều. Hãy nên nhớ rõ điều đó. Quan trọng nhất là câu trả lời này là vẫn là quý vị phải tự trả lời cho mình. Dạ, cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này. Thưa quý vị, về việc đi học thì nếu như quý vị có lòng mà có khả năng về ngôn ngữ, sư khuyên sư có lời đề nghị là nên học ngôn ngữ Pali. Tại vì hiện tại bây giờ cái số lượng người mà giỏi Pali thì rất là hiếm, rất là ít. Rồi cho nên là có rất nhiều chướng ngại trong việc dịch thuật. Nếu như quý vị có lòng mà muốn cống hiến cho đạo á nha, thì nên học ngôn ngữ Pali. Học ngôn ngữ Pali có hai hướng. Một là quý vị qua Miến Điện hoặc là qua Thái Lan hoặc là quý vị qua Tích Lan để học. Có ba nơi để quý vị có thể học Pali, hoặc là quý vị đi nếu có điều kiện thì đi du học ở Mỹ. Sư nhớ nhớ là có trường đào tạo chuyên về ngôn ngữ học, trong đó có bộ môn về tiếng Sanskrit và tiếng Pali. Thì quý vị có thể du học ở Mỹ với cái môn học này. Nếu mà quý vị học ở Mỹ thì được một lợi thế là học nhanh hơn. Còn học ngôn ngữ Pali ở ba nước quốc giáo như là Tích Lan nè, Miến Điện nè và Thái Lan thì thời gian nó sẽ lâu hơn. Nhưng mà mỗi cái đều có cái ưu điểm riêng. Và khi quý vị học rồi đó, về thì quý vị hoàn toàn có thể làm một vị dịch giả. Và xin thưa là hiện tại bây giờ á, Kinh Tạng và Chú Giải đang rất cần người giỏi Pali để dịch. Mà hiện tại bây giờ số lượng dịch giả đó thì không có nhiều. Ngài Chánh Thân thì Ngài đã nói là Ngài xong chuyện của Ngài rồi, phần còn lại là dành cho lớp hậu sanh. Có lòng thì tiếp tục, bởi vì đây là cái bổn phận chung chứ không phải là của riêng cá nhân ai. Cho nên là thay vì quý vị muốn học tiếng Trung thì sư thấy là cái ngành ngôn ngữ Pali nó cần thiết hơn. Tại vì gọi là những cái văn bản mà tiếng Pali thì nó gần sát với lời dạy của Đức Phật, còn hơn hơn là rất nhiều những cái định dạng văn bản khác. Thì đó là lời khuyên của sư và một sự gợi ý của sư. Thì nếu quý vị muốn học Pali thì quý vị học như là một cư sĩ cũng được, hoặc là như một vị tu sĩ cũng được. Tức là quý vị xuất gia rồi đi học cũng được, mà quý vị còn là cư sĩ đi học vẫn được.
đừng có lo cái chuyện là mình học ra thì mình không có việc để làm. Bởi vì cái ngành này đó, xin báo trước là nó đang rất thiếu người. Chỉ cần quý vị giỏi Pali thì đừng có lo cái chuyện mình không có chuyện để làm. Lúc mà quý vị giỏi Pali á, quý vị là cư sĩ cũng có thể sống nhờ vào đó. Và quý vị là tu sĩ thì thôi khỏi nói đâu ha, thì lại càng ngon lành nữa. Cho nên là cứ yên chí về cái tương lai của cái ngành học Pali ha. Và sư qua câu hỏi tiếp theo.